Kính chào quý vị và các bạn. Người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp sự khôn ngoan, thông thường và trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất như thế nào? Khi năm 2021 bắt đầu, các nhà quan sát chính trị Việt Nam luôn tự hỏi ứng cử viên nào có thể phù hợp để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông hoàn thành nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quy định của Đảng, nhiệm kỳ của Tổng Bí thư được giới hạn trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vì vậy, ít ai hình dung rằng ngày 31 tháng 1 2021, trong đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm của Đảng, ông Trọng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, hiếm hoi trên cương vị chính trị quyền lực nhất đất nước. Ông được ưu ái trường hợp ngoại lệ đối với điều lệ Đảng là những người trên 65 tuổi nên nghỉ hưu. Tại một cuộc họp báo sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết ông không trông mong nhận nhiệm kỳ thứ 3, ông muốn nghỉ hưu vì tuổi đã già rồi và sức yếu nữa. Nhưng ông tuyên bố rằng đại hội muốn bầu lại ông và là một đảng viên không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành mà thôi. Dù người ta có tin sự khiêm tốn của ông Nguyễn Phú Trọng hay không, nhưng giờ đây ông đã trở thành chính trị gia quyền lực nhất của Việt Nam kể từ thời Lê Duẩn, được củng cố với tiếng tăm là một nhà lãnh đạo tiết kiệm, trên hết là phục vụ quốc gia trên 18 triệu dân. Dựa trên thông tin công khai, nghiên cứu của các học giả và các cuộc phỏng vấn cá nhân, tôi đã đúc kết câu chuyện về việc ông Trọng vươn lên trở thành nhà lãnh đạo quyền lực và được yêu thích nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây như thế nào. Chặng đường dài và quanh co là một nhà lý luận Marxist lỗi lạc. Ông Trọng sinh năm 1944 tại Hà Nội, học Đại học Ngữ văn và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1967, ông am hiểu chủ nghĩa Marx Lenin, hoàn thành bằng tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng khi đang học tập tại Liên Xô từ năm 1981 đến năm 1983. Sau đó ông Trọng có nhiều năm làm việc tại tạp chí Cộng sản của Đảng, và có thời gian ông đã vươn lên thành tổng biên tập. Năm 1997, ông Trọng được đề bạt vào Bộ Chính trị và trở thành người đứng đầu Quốc hội vào năm 2006. Sau đó vươn lên thành của Tổng Bí thư năm 2011. Các sự kiện trong năm qua đã làm nổi bật những xu hướng dài hạn chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Nước này sẽ ít liên kết với Trung Quốc nhiều hơn. Trong thập kỷ tới, Việt Nam có thể sẽ có nhà lãnh đạo không bảo thủ đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục coi trọng mô hình nhà nước theo chủ nghĩa xã hội. Mặc dù có mật độ dân số và giao thông với Trung Quốc, nhưng tỷ lệ nhiễm COVID-19 của Việt Nam là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Việc ngăn chặn virus giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng ước tính 2,9% vào năm 2020, cao hơn mức ước tính 2,3% của Trung Quốc trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, trong đó hầu hết các nền kinh tế khác bị ảnh hưởng nặng nề. Với thời gian lao động và đầu tư giảm, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng trưởng chủ yếu nhờ vào tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp, một phần phản ánh sự chuyển đổi số hóa chóng mặt của đất nước. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã nhận thức rằng chuyển đổi số là chìa khóa để đạt được các mục tiêu hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Đại dịch đã biến khẩu hiệu này thành một điều cần thiết. Trong năm 2020, 13.000 công ty khởi nghiệp mới đã tham gia vào 45.000 doanh nghiệp hiện có trong nền kinh tế số mới chớm nở của Việt Nam. Theo một phân tích, trong số 90 nền kinh tế, Việt Nam cùng với Azerbaijan, Indonesia, Ấn Độ và Iran chỉ sau Trung Quốc về đà phát triển kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong khi tính minh bạch và năng lực là những yếu tố chính của Việt Nam trong tiếp cận đối với đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn áp dụng cách tiếp cận này cho các lĩnh vực quản trị khác. Khi họ tìm cách duy trì nhà nước theo chủ nghĩa xã hội, họ sợ hãi sự minh bạch và từ chối nhân tài. Khi tầng lớp cầm quyền đang lựa chọn các nhà lãnh đạo mới chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông tin về các nhà lãnh đạo mới đã được phân loại tối mật tại đại hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ chối đề bạt anh hùng chống dịch COVID-19 của Việt Nam là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội từ bỏ giới hạn tuổi 65 lần thứ 3 và trao cho Tổng Bí thư Bảo thủ Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có, vi phạm hiến pháp của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.